tuổi trẻ dấn thân. Thị trường giải trí dành cho người Nhật lại đang bỏ trống. Vừa lúc tốt nghiệp đại học, tôi chớp cơ hội mở công ty khi vừa tròn 23 tuổi. Tài không đợi tuổi. Sau khi ổn định mô hình kinh doanh, chúng tôi bắt đầu phát triển chuỗi, mở đầu là 2-3 chi nhánh, rồi con số cũng lên tới 21 quán từ Nam ra Bắc, lấn sân cả Cambodia và Malaysia. Gian nguy bất ngờ. Tôi và đối tác không còn cùng mục tiêu nữa. Tôi kiên quyết chất lượng là hàng đầu. Cuộc đấu tranh đã dẫn đến một sự chia tay không hẹn trước. Tôi chỉ còn 10 quán, nhân viên xin nghỉ việc tới một nửa. Tôi cấp tốc tuyển mới, nhưng phải mất thời gian đào tạo. Trong 3 tháng, doanh thu đã sụt giảm tới 50%. Có những ngày, chuẩn bị đi làm, tôi lại quay trở lại. Đâu là chìa khóa thành công? Đón xem những câu chuyện thật vào lúc 9:45 Chủ nhật trên VTV1.